Rồi, chào toàn thể anh em đã trở lại với kênh của Sơn Loa Audio. Tiếp tục anh em nhá. Đây là em quay một cái clip mà test cái cặp loa Tenoi Mercury M20 Gold này. Là cái cặp loa nó rất là đẹp, vẫn còn ni lông hộp xốp. Tóm lại là em test để gửi đi cho bác khách, cho nên em cầm test luôn cho bác để bác nghe và bác biết được cái góc cạnh của đôi loa nó đẹp đến mức độ nào. Đấy, em quay cho bác xem. Và bây giờ thì em sẽ đánh, vừa test vừa bóc hộp ra thì phải test cho bác cho nó yên tâm, bởi vì con xem có lỗi kỹ thuật gì không. Đấy, em cắm vào và em tạm thời em sẽ đánh bằng con đầu Camry, đánh loa, cặp loa ngoài cho đầu Camry. Đây, cắm kiệt đàng hoàng cho bác. Đấy, rồi đánh bằng đầu Camry nhá bác nhá, đánh ra loa ngoài nhá. Rồi, đấy. Ôi giời. Mở cái đĩa để test cho bác rõ ràng luôn, gửi cho bác yên tâm để nghe loa nó bắt việc thế nào, ù xì hay không. Nghệ tinh xảo phục vụ cho khách du lịch mỗi tháng cơ sở sản xuất của ông. Nghe nó thật chưa, mở radio thôi mà đã êm này rồi. Em mở một bài nhạc. Đầu Camry em đang để bát chép mặc định này anh em nhé. À, em chọn bài đây phê luôn này. Loa Tenoi này cũng là cái dòng bình dân nhất của hãng rồi, nhưng mà được cái chất tiếng tốt, đáng chơi. Tiếng bass rất tốt. Đừng khóc nữa em ơi, đừng khóc nữa em ơi. Có bao giờ em nghĩ rằng tình yêu như trái táo thơm ngọt. Rất là đanh, bát thì mềm. Thôi người ơi, thôi người ơi, thôi người ơi. Này, một bài khác đây, cái bài này, cái đĩa này là cái bài này nó hơi này. Cái đĩa này nó hơi kém. Cái đĩa này cái đầu V6 nó đọc tốt, nhưng mà cái đầu Camry đọc vẫn cực kém hơn. Cảnh
góc cảnh rất là đẹp, vẫn còn rất là đẹp, quá đẹp luôn. Bình dân nhất của hãng trong phân khúc, ai cũng có thể chơi được. Hàng lại còn đẹp, nguyên thùng đi là một số vẫn còn đáng chơi. Với tầm tiền này thì không thể chê được. Đẹp xong em sẽ gửi cho bác luôn. Rất cảm ơn những bác khách quen đã ủng hộ. Thì anh em đã ủng hộ kênh của Sơn Loa Audio. Việc mua bán đối với Sơn Loa luôn nhấn mạnh không quan trọng, mà quan trọng là anh em nếu cảm thấy thích, cảm thấy hay thì chia sẻ, like, subscribe và đăng ký kênh cho em. Mục tiêu của em là vậy. Còn mua bán thật sự thì hãy đến với nhau một cách lịch sự, chia sẻ, trao đổi với nhau. Nghe từ ngoài thực tế nó hay hơn nhiều. Quay đây là dầu sao vẫn đang nghe bằng điện thoại thôi. Hẹn gặp lại anh em ở clip sau nhá. Em xin dừng clip ở đây.